Cả nhà thấy cái con lươn chưa? Nè. Đó. Con lươn nó ngóc cái đầu hay chưa? Là cái lươn. Hiệp xin chào cả nhà. Đầu video thì Hiệp xin gửi lời cảm ơn đến cô dì, chú bác, anh chị em và cả nhà mình đã xem video ủng hộ cho Hiệp nha. Rồi cả nhà ơi, hôm nay Hiệp đi cao lưng sông. Hôm nay Hiệp có tìm lại mấy cái điểm sông ngày xưa Hiệp đã từng cao này. Thì hồi tối có lục ra mấy cái video cũ đó cả nhà. Tìm lại mấy cái điểm hang đây để mình nhớ lại mình đi cao. Lâu quá rồi cả nhà ơi. Rồi thì cũng có rất là nhiều anh em với cả nhà mình cũng chưa biết cái cách sam với lại cái cách phân biệt hang lươn và hang cua. Thì ở những số video trước thì cũng có chia sẻ cho cả nhà rồi mà đôi lúc anh em cũng chưa xem. Thì hôm nay sẵn tiện Hiệp làm cái video chia sẻ cho cả nhà mình nha. Rồi thì đây một cái địa bờ thì nó cũng thấp này cả nhà. Địa bờ lùm cỏ nó thấp thôi. Trong là mình kiếm mấy cái địa này thấp thấp, thứ nhất là mình xác định là cái vùng đó là nó có lươn nha. Nó phải là đất cát, đất thiệt. Đất thiệt là mình lấy cái cây sam mình sam xuống mình biết liền được cả nhà. Sam xuống nó mềm dẻo. Còn cái đất cát là mình sam xuống là nó sạc nó cứng ngắc á. Đất sỏi nó rùa. Rồi thì cái sam thì mình cứ dọc dọc mấy cái địa bờ nha cả nhà, cách mặt nước một tí. Thì cả nhà sam, chỗ nào nó đụng hang thì nó sẽ sụp xuống. Đụng hang và nó đụng ngang, nó đụng thì nó sẽ sụp xuống cho cả nhà mình vạch ra thôi. Đó thì Hiệp cũng đi sam như vậy thôi, đi vòng dọc sam. Có thì Hiệp mới vạch ra. Đôi lúc cái hang, nhiều lúc nó có hang nhưng mà nhiều lúc cái hang nó có hang nhưng mà nó không có lương nha cả nhà. Nó cũng nó cũng hay xui nữa. Đó, Hiệp cũng đi sam như vậy thôi. Đó, bây giờ Hiệp sẽ đi sam. Hiệp đi dọc Hiệp sam, cái chỗ nào Hiệp sam đụng cái hang thì Hiệp đi im Hiệp vạch cho cả nhà mình xem. Rồi Hiệp sẽ hướng dẫn cho là cái hang lương hay là cái hang cua. Bây giờ Hiệp đi sam cho cả nhà mình nghe. Rồi cả nhà mình xem nè, cái chỗ đây là Hiệp có sam được một cái hang nè. Nè cả nhà, ví dụ như cái chỗ đây nè cả nhà xem nè, đất nè, mình sam xuống nè, nó rít nó cứng nè, nghe chưa. Đó, nó cứng ngát luôn nè, cái chỗ đây Hiệp sam nó đụng cái đường hang nó sụp xuống nè. Đó. Giờ, xuống nè. Mà mình sam xuống nghe, mình đụng cái đường hang là nó ập dưới đó cả nhà, nó trống á. Nè, ngay chỗ đây nè, cả nhà chưa, thấy cái cây nó đi xuống nhẹ nhàng chưa. Có cái đường hang này, đó ập này, cái âm của nó ập, còn mấy cái chỗ đây nó cứng ngắc này cả nhà, đó mình sam nó cứng ngắc, đi vạch rồi xem nghe, không biết là cái hang gì, nhưng mà cái cách sam hang nó là vậy đó cả nhà, đôi lúc Hiệp chia sẻ, cả nhà nó xem nó không thấy cái chi tiết, đi vạch rồi xem cái hang gì nghe. Đó, đây là cái hang lươn cả nhà ơi. Nè, đây là cái hang lươn. Mà cái hang lươn đẻ cả nhà. Nè, con lươn nó ngóc đầu lên kia kìa. Cả nhà ơi. Thì Hiệp lấy cái máy quay kỹ cho cả nhà mình cùng xem. Rồi, cái hang này hang lươn đẻ luôn, con lươn kìa ra. Đó. Cả nhà thấy cái con lươn chưa? Nè. Đó. Con lươn nó ngóc cái đầu hay chưa? Là cái hang lươn đẻ. Đó, cả nhà thấy chưa? Và đôi lúc này nó cũng trúng cái hang cua. Nhưng mà đôi lúc thì nó trúng cái hang lươn nữa nha. Đây là cái hang lươn đẻ rồi, lươn đẻ thì Hiệp cho nó xí màu nha. Đây, có con dung đây. Hiệp cho nó xí màu. Thụt xuống mắt rồi cả nhà ơi. Con dung nó quậy quậy lên chụp được qua. Rồi lửa màu rồi, lửa màu lên cả nhà. Đó lửa màu lên rồi nè. Đó. Hiệp cho thêm một xí màu nữa. Con này cũng được, chắc cũng được 2 lạng cả nhà. Hiệp nghĩ cỡ đó đó, chắc được 2 lạng đó. Chụp. Rồi, chụp rồi cả nhà, chụp nó ập nước hết chưa? Rồi cái hang để đó nghe cả nhà nghe. Mùa này mùa lươn đẻ cả nhà, mùa này lươn đẻ nhiều lắm. Mùa này lươn đẻ nhiều. Đó cái cách sam là vậy đó cả nhà, mình sam dập dập thêm mấy cái địa như vậy nè, là có hang là cả nhà câu có lươn thôi.
mùa này lưng đẻ nhiều cả nhà nha. Rồi thì tình hình thì như vậy đó, thì cách sam mà chia sẻ sơ cho cả nhà nhé. Cái hang mà nó có lương thì mình vạch ra là mình cao được thôi, còn cái hang vạch ra mình thấy nước đục là nó không có lương nha cả nhà nha. Rồi thì đi thì bắt đầu thì tìm hang hiệp cao, có hiệp quay cho cả nhà mình cùng xem nha. Rồi dưới đây hiệp cũng có sam được một cái hang nữa này cả nhà, này nó sập xuống hết chưa. Đụng cái cây nó sập xuống liền này, nguyên một vùng vô đây luôn này cả nhà, nó sập xuống này. Rồi để hiệp vạch ra cho cả nhà xem, không biết là hang gì đây. Hang lương thì được nha, các bạn cua cũng như không. Ôi rồi cả nhà ơi. Nè cả nhà xem nè, đó đây là cái hang cua, đây là cái hang cua này cả nhà. Cả nhà xem này, nước có đục trình luôn á chưa. Đó, cái hang lương thì nãy hiệp có chia sẻ rồi, vạch ra là nước nó trong, mà nãy là trúng cái hang lương đẻ. Còn cái hang này là hang cua này cả nhà xem mà nước có đục sình luôn nè, hiệp lấy tâm cho cả nhà xem nè, đó nước có đục sình luôn nè. Cũng cái hang cũng sam cũng đụng được cái hang nhưng mà trúng hang cua đó, thì đôi lúc mình sam nó vãi đó cả nhà. Trúng cái hang cua đây, cao xuống là có con cua thôi, nước có đục, còn hang lương là nước có trong. Mà cái hang cua vạch ra thấy là trời như một đống sình dưới luôn. Đó, có con cua dưới cả nhà, này cua anh ụp nè, con cua động anh ợt nước nè. Rồi đây tiếp tục nghe cả nhà nha. Rồi dưới đây mới vạch được cái hang nè, con hang đẹp cả nhà, mình tìm được mấy cái hang gì hấp dẫn liền rồi. Hang này có gì, có lưng to lắm nha. Có lây nước nè. Lây nước này ở ngoài nó đẩy đây. Ui an, ui an cả nhà. Ui nó lâu, con này lâu ghê á. Ui lâu quá, bao lớn mà lên nhẹ vậy. Bao lớn mà lên nhẹ lắm cả nhà ơi, mình nó lên xuyên ngoài đất ngoài đây, chắc phải nới nới cái đường hang thôi, để nó ép đất nguy hiểm nha. Lên. Ui nó lên cho nhảy đi. Ui nó ọc cái này đi, ui nó ọc nước này. Ui to, quá to cái này ơi, to. Ui ngon, to cha, ngon lành luôn. Con này hai lần máy cả nhà, rồi đã phê luôn. Rồi chỗ đây để cái máy hiệp cho nó vào túi luôn cả nhà ơi, nguy hiểm lắm. Xác ở bờ sông đây mà bỏ vô cái thùng mà lại nó rượt ra một cái là xong luôn. Để cái máy cho nó ngày đã, rồi đã cho nó vào túi luôn chứ nguy hiểm lắm cả nhà. Nó rượt bỏ vô cái thùng mà nó nhảy ra một cái là xong luôn nha. Ngon ghê. Quán mấy cái đùi. Rồi ngon lành cả nhà ơi, mấy hàng thấy hấp dẫn liền thôi. Rồi vào. Đã, mấy hàng đẹp ghê chưa, lương ngon không, chức em này là hấp dẫn rồi. Chỗ đây nó sát cái địa sông này cả nhà. Đó, mình thả vào cái thùng mà, thả vào cái thùng mà lá nó rượt ra một cái là chụp không được luôn. Ở trên này nó lầm quá, bia lên không có được nè. Rồi, ngon lành nha. Rồi, để Hiệp tiếp tục đi tìm hang nha. Rồi, dưới đây mới tìm được cái hang nè. Hang đẹp lắm cả nhà. Một cái hang nhìn thấy mê luôn nha. Tìm được mấy cái hang thấy hấp dẫn mà.
nước nó lên xuống này cả nhà. Đây nè, lên nè. Ồ, dần lên nữa. Ủa, cái hàng mà có lương là nó lên xuống nhìn đã lắm nghe. Ốp lên đã chưa? Hiệp nhớ lại nghiệp sim nó bao to. Lên hấp dẫn ghê nghe. Bỏ lên này này. Ôi trọng ngon cả nhà ơi. Trọng trọng. Cho nó táp này. Ồ, đã chưa? Táp giải nghe mới sướng. Ui. Nó ngậm mình không đám ta. Ừ, ngon. Đào nhỏ mà mình ngon ghê cả nha. Đào nhỏ mà cái mình ngon ghê, dài thon luôn. Vào. Ừ, đã. Con này dài ngon ghê nghe. Trời, mấy cái đường hang nhìn mê cả nhà ơi. Chỉ câu lương mà thấy được mấy cái đường hang là hấp dẫn rồi. Nhìn ở trên cái vành hang mình thấy nó phàng 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 cả nhà. Phàng phàng đỏ cả nhà thấy chưa. Hấp dẫn liền. Con này cỡ lạng hơn lạng tí cả nhà, dài thòn con nó dài rồi, để Hiệp cho nó vào túi nha, ngon lành cả nhà ơi. Rồi cả nhà mình xem nè, cái đường hang đẹp chưa. Trời, cái đường hang Hiệp tìm mà thấy cái đường hang thấy mê luôn cả nhà nè. Đường hang đẹp chưa, mấy cái ngách hang nhìn đẹp ghê mà nãy giờ Hiệp cao đó không ăn cả nhà, không có lương. Nè, cái dây cao còn đỉ dưới đây này cả nhà, xe lúc luôn qua dây cao luôn nè. Mà không có lương, trời, cái đường hang Hiệp vạch ra nghe, thấy cái đường hang Hiệp ghiền luôn mà. Nè, nó nằm sắp sát y ngay cái mái bờ này cả nhà. Quá đẹp luôn. Mà lại không có lương chứ. Tưởng đâu chắc vô cái hang này là Hiệp giống dứt trúng em khủng à. Mới ngồi xe nãy giờ im re không có một cái đồng tính gì luôn. Trời ơi, uổng ghê nghe. Quá đẹp cả nhà. Cả mấy cái hang là thấy mê luôn mà. Cao không thấy đâu ấy. Nó nhiều hang nó đẹp lắm nha mà nó không có lương cả nhà. Vào đặt trúm đó, khả năng mà đặt trúm rồi lương nó chui vào trúm mất, còn cái hang không thôi. Thôi. Cũng đẹp nha, qua chia sẻ cho cả nhà xem tí mấy cái hang đẹp đẹp. Rồi bây giờ Hiệp đi tìm hang cao tiếp nha. Rồi dưới đây Hiệp mở vạch được cái hang nữa nè. Hang này cũng nhỏ nhỏ cả nhà. Nhỏ hơn cao con lưới trung thôi. Ui, thấy lên nước lên lên nè. Đó, ấy luôn. Ở đâu ngay cái miệng hang luôn này cả nhà. Ủa, múc đã chưa? Trọng trọng. Lên nhẹ lắm ta. Ừ, ngon hả? À. Thấy cái đầu nhỏ mà của mình ngon ghê cả nha. Xinh chưa? Đầu nhỏ mà của mình ngon ghê. Chua. Bằng khè. Ui, ngon. Thấy nó lú lên cái đầu cũng đâu có to lắm đâu. Thấy mà lương chà bá. Được. Tưởng đâu chắc mà lương cũng như ngon út cả nha. Thấy là mà lương như là ngon rồi. Đây là cao lưới trung khỏe. Cả nhà này, lưới trung cao tốt. Lưới trung là cao bình thường. Rồi, để Hiệp cho nó vào túi nha. Liền cái đó mà có kéo là sướng rồi cả nhà ơi. Làm thấy sát mấy cái rìa sông. Rồi dưới đây mới tìm được cái hang nữa này cả nhà. Hang cũng được, trọng trọng cả nhà ơi. Hang này có cũng chỉ có lượng to lắm này nha. Ôi, có đồng tính cả nhà. Giống ăn cái vậy. Đừng dụng cua nghe. Ăn lương mà thơ.
Úi, giật giật ý lương tưởng đồng cua chứ. Ui ui to ngon cả nhà ơi, vàng khè luôn. Ui chà chà đã. Ui con này nó vàng ngon ghê cả nhà. Vào ui đã chưa, con này vàng chạch luôn. Hai lạng, con này hai lạng cỡ đó cả nhà, quá sướng. Thấy nó ực ực, nó lay, nó đụng đụng á, con màu mà hiệp tưởng đâu là chắc con cua, nó làm như con cua á. Ngon vàng khè cả nhà ơi. Ui con này nó vàng mướn mướn luôn. Chà đã, thấy cái con vàng vàng thấy giá trị ghê cả nhà. Hai lạng, hơn hai lạng, cả hai lạng, hai lạng trậu với cả nhà, quá xinh quá ngon luôn. Mấy cái đường hang nhìn đẹp mà vạch ra, thấy mấy cái đường hang là đẹp rồi. Rồi ngon lành, đẹp cho nó vào túi nghe. Lường cá này cao đúng sướng cả nhà ơi. Mấy cái đĩa sông rồi nè, nhìn hấp dẫn. Rồi kết quả hôm nay thì cũng chỉ cao được mấy con này cả nhà. Thì hôm nay cũng hướng dẫn cho cả nhà cách xăm hàng với phân biệt hang lương và hang cua rồi. Thì cũng chỉ cao được mấy con này, đủ cho cả nhà xem luôn. Trong bữa nay mà kiếm được mấy con lương này là cũng ngon rồi cả nhà ơi. Đấy, hôm nay Hiệp cao được mấy con này, 4 con cả nhà. Hôm nay cao được 4 con, có được 2 con to với 2 con nhỏ. Lương cũng ngon nghe cả nhà nghe. Nè, con này to nè, con này ngon ghê. Đó, con này cũng ngon ghê. Vàng, nói chung là lương xong là nó vàng lắm cả nhà. Lương xong thì nó vàng, nó óng đã. Còn lương mà ở ao hồ đầm là nó nước nó không có thay đổi á, thì nước lương nó bồng bông như nó đang đang. Đó thì Hiệp cũng hướng dẫn cho cả nhà rồi cái cách xăm hang với cái cách phân biệt hang lương và hang cua. Thì hôm nay kết quả kiếm được mấy con này là cũng ngon rồi cả nhà ơi. Đó thì hiện tại thì vẫn tiếp tục làm dây câu lương bán nha. Anh em như cả nhà quan tâm thì liên hệ Zalo trực tiếp với Hiệp nha. Đó thì lưới trung lưới đại thì Hiệp cũng có chia sẻ hoài trong những video. Đó, lưới đại của Hiệp là lưới trung Hiệp cũng có chia sẻ hoài rồi, lưỡi móng rộng. Rồi thì đến đây thì Hiệp cũng kết thúc video nha. Cảm ơn cả nhà mình, cảm ơn cô dì chú bác anh chị em đã luôn đồng hành và xem video ủng hộ chị Hiệp nha. Chúc anh em đam mê câu lương thì tìm được hang lương cao, có lương kéo lương to nghe. Anh em là cao được lương to lương khủng nha, báo hình qua Zalo chị Hiệp nha. Rồi hẹn cả nhà ở video tiếp theo nha.